Xin chào đại gia đình, con xin chúc đại gia đình được dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay nhóm từ thiện Quán Tâm tiếp tục nấu cơm phát cho bệnh nhân và người nuôi bệnh ở bệnh viện Củ Chi. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 27 tháng 8 năm Giáp Thìn. Hôm nay nhóm nấu tổng cộng là 500 phần cơm chay phát cho bệnh nhân và người nuôi bệnh ở bệnh viện Củ Chi. Cầu xin bắt đầu nhóm, giờ bắt đầu nhóm đang chuẩn bị vô bọc đại gia đình, vô bọc rồi vô đầy đủ canh đồ ăn với muối ớt đồ cho bà con hết. Dạ. Thì bệnh nhân và người đưa bệnh ship hàng như vậy ở đại gia đình, rồi bắt đầu nhóm vô bọc đủ đồ ăn hết, cái bắt đầu nhóm phát cho bà con. Để không anh phát anh cho cái nữa. Rồi đưa cho cô Mai đó. Bỏ cho hai. Con xin kết thúc video tại đây. Ngang đại gia đình xin chúc đại gia đình được dồi dào sức khỏe, thân tâm lúc nào cũng luôn luôn an lạc. Xin cảm ơn đại gia đình đã xem clip của con.